Anh sử dụng thuốc Basaran á, anh thấy kết quả như thế nào á anh? Khi sử dụng thuốc Basaran á thì của hãng công ty Bas, hàng của Đức đó thì cỏ nó chết tuyệt đối. Ở lúc mình xịt này là giai đoạn lúc bao nhiêu ngày vậy anh? Xịt này là đoạn lúa là 25-26 ngày á. Cái liều mà bữa em gửi cho anh như lúc đó mình làm là 120 ml trên bình máy phải không? Đúng rồi, đó là pha 120cc, 25 lít. Rồi anh nhận xét như thế nào, ví dụ như lúa mình có bị ảnh hưởng không? Không, lúa thì tuyệt đối rất an toàn, lá lúa vẫn xanh mà nói chung là xanh mà nói chung là lúa vẫn phát triển tốt, nở bụi đẻ nhánh ngon lành luôn. Anh cho em hỏi câu này nữa, ví dụ như từ trước giờ anh xài mấy cái nhóm thuốc cỏ chắc lá của công ty khác á, anh so sánh về cái thuốc này về cái hiệu lực và cái ngày sử dụng, mình thấy thuốc bên em như thế nào với so với công ty khác? So với mấy loại thuốc khác xịt về cỏ chắc lát này á, thì công ty của Bát này á thì hiệu quả hơn rất nhiều. Xịt sao mà 4 bữa thì thấy cỏ nó có hiện tượng có hiện dạng tượng như đỏ là nó không? Hơi đỏ đỏ rồi, với cái màu lá nó hơi sậm lại. Rồi sao mà 7 ngày thì cỏ nó chết gì đây? Đó. Rồi sao giờ anh sử dụng hàng bên công ty em, anh thấy như vậy rồi dù tới anh có gì anh tin tưởng gì anh có sử dụng bên thuốc bên công ty em không? Thì sử dụng thịt thí nghiệm như vậy thì hiệu quả, thì vụ tới thì chắc sử dụng loại thuốc này để diệt ba loại cỏ này, chứ giờ qua công ty qua loại thuốc kia thì diệt không 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 có được. Dạ vậy dạ, em biết hiện tượng chỗ mình hình như bị phèn nặng lắm á, sử dụng mấy thuốc khác là hình như làm cho lúa nó bị ảnh hưởng đúng không? Đúng rồi, ở đây dùng đất này là phèn phèn dữ dằn lắm. Thì gãy phân cái phân kia xuống này nó rực lên lá. Dữ dằn lắm. Rồi em cảm ơn anh nhiều ha. Rồi rồi. Dạ.